Thấy cô nhìn cái mũi mày là thấy hai cái mũi mà cái mũi đây nha, cô nhìn này, biết cái này là ai? Thế mình mới đưa tay bảo cô nhìn thấy này, cô nhìn thấy tay tôi này, thì tự nhiên tay mình để đây, tự nhiên mình cầm đèn đi theo, cô nhìn thấy cho chồng nó đi theo này, nhìn thấy không? Này, các bạn làm mất cái đi về phía nào? Chồng đèn đi về phía nào? Thì tôi giữ nguyên một cái, tôi bấm cái huyệt này, tôi giữ luôn, cái mở ra hai mắt đều. Con cái đó. Thì vậy bây giờ này, nghe này, thí dụ mắt cô này, bịt mắt lại nhá. Này, cô nhìn cái mắt này này, nhìn cái tay tôi này. Này, đó phải cô đi ra ngoài không? Thấy không? Này, có phải này, nó cô đi vô không? Này, cô đi xuống không? Mở mắt này, nhìn lên xuống này. Đi lên không? Đi bên đây không? Đấy. Thì đi tới đây rồi cái chấm một cái rồi tự nhiên hai mắt giữ nguyên nó đều rồi. Ấn một điểm ngay đó nhưng phải che cái mắt này thì mắt này không nhìn thấy thì nó đứng nguyên nó không nhìn thấy là đứng nguyên thì cái anh ấy đi cái là chấm một cái là mở mắt ra hai cái. Ủa con thấy cái mũi thầy hai cái giờ có một mũi rồi thì tự ngay rồi thì cô đi về rồi đó. Sao mình